Vừa rồi nó làm cái đường này này, chạy phát vắt ngang đất luôn, chạy dọc theo đất luôn, lấn vào đất có mấy mét thôi, còn lại tiền đền bù nó một đống tiền, xong lại còn tiền bây giờ lên mặt đường dài dần, mấy mẫu lên mặt đường của kiểu dài hơn nhà cô, nhưng mà nó rộng hơn, nó dài hơn này, nó chạy dọc theo đường như kiểu đường nhà cô giáo này nha. Nó khác nhau đâu nhỉ? Và thằng con nó bây giờ tháng hàng trăm triệu. Mình ngu chết đấy. Chồng bây giờ cứ gầy thiết lên đẹp. Mình nếu mà hắn mà cưới thì giờ lại thành sướng đấy. Nhưng mà... cờ bạc vẫn còn mấy chút. Nói chung là cờ bạc thì không vợ chắc nó chẳng bỏ đâu, đây là do gái mú vợ chán rồi. Tạo đến mình đi cặp bố linh tinh cái cặp cá với con cụt chân ở bên bả nhằng nhằng thì mới bỏ nhau chứ. Cái năm cô về cái thằng đấy nó chỉ đẹp trai nhưng giờ đi tù về nhìn trông tá nhỉ. Ôi, nó đánh cho sắp chết thì tù nhìn tá dã man tù luôn. Cái tội đấy vào đấy nó đánh kinh lắm. Tội giết người, tội cướp của thì nó lại bình thường thôi. Cái tội đấy vào nó đã dã rồi, đạo kinh lắm. Tí khuya nó mua vòng nhà cô, tí khuya bọn em hai thằng con à, có thằng con nó cứ gửi tiền cho đều mà. Ừ chú bây giờ không rơi vào cờ bạc nữa thì còn đứa cái dây cờ bạc cũng hết người nó không, em bỏ rồi, nghĩ bụng một em mẹ cờ bạc mà bỏ được, cờ bạc nó ngấm vào máu ở đấy mà bỏ. Nói chung là chỉ khi là không còn cái gì thì mới phải bỏ. Thôi anh dài nhà cô đi, còn cái gì cờ bạc ngấm hết vào máu, không còn cái gì thì lấy cái gì mà đánh nữa thì chả phải bỏ à. Ủa,